Hello, thì xin chào tất cả các chị em. Peel thì có nghĩa là mọi người đã có thể là nghe rất là nhiều những khái niệm về peel da rồi. Nhưng Muwan Peeling là một trong những khái niệm mới nhất hiện nay đang rất là hot ở bên Hàn Quốc. Và cái sản phẩm mà Huế đang cầm trên tay, đây là bộ Muwan Peeling mới nhất hiện tại đang được áp dụng cho các ngôi sao và những cái cô dâu ở bên Hàn Quốc. Ở đây thì người ta ví dụ như là khi mà sử dụng cái peel thì bình thường là các chị em thấy là nếu như chúng ta sử dụng những cái chuỗi AHA thì chúng ta sẽ phải kiêng khem trong thời gian vài ngày và da chúng ta sẽ gặp phản ứng ví dụ như đỏ, rát, sưng hoặc là sẽ có phản ứng là bong da. Nhưng với cái liệu trình Muwan Peeling bằng cái PHA, đây là một chuỗi phản ứng axit nhỏ nhất trong dòng AHA và đặc biệt nữa thì nó sẽ làm loại bỏ toàn bộ những cái vấn đề liên quan đến sừng hóa, những cái tế bào chết ở trên da của khách hàng một cách nhẹ nhàng nhất mà không để lại những cái hiện tượng như đỏ, sưng, rát, đau. Và đặc biệt nữa là nó sẽ loại bỏ ngay lập tức là mủn toàn bộ cái da đó ngay khi mà chúng ta thực hiện. Nên khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình này thì chúng ta sẽ thấy rằng làn da của chúng ta nó sẽ có một cái sự căng bóng và trắng sáng ngay lập tức sau khi mà các chị sử dụng xong cái liệu trình này ở tại spa cho khách hàng, hoặc khách hàng có thể sử dụng ở tại nhà một cách rất là dễ dàng. Cái điểm cộng thứ hai của cái sản phẩm này mà Huế muốn nhắc đến đó chính là cái sản phẩm này nó đã tích hợp được thêm cái collagen tươi dạng nano thủy phân. Collagen tươi dạng nano thủy phân này thì kết hợp với động tác massage dính ở trên bề mặt da, nó sẽ giúp nâng cơ toàn bộ những cái vùng cơ mặt chảy xệ trùng nhão của khách hàng. Đặc biệt là nó sẽ giúp xử lý toàn bộ những cái phần nọng cằm, những cái phần rãnh cười, những cái phần nếp nhăn ở vùng mắt, vùng trán khi mà khách hàng có cái độ lão hóa rõ ràng ở trên bề mặt da. Nếu như chúng ta test nửa mặt cho khách hàng sẽ thấy cái sự hiệu quả vô cùng là đặc biệt đến ngay từ lần đầu tiên khi mà chúng ta thực hiện trên làn da của khách hàng. Cái điểm cộng thứ ba của cái sản phẩm này đó chính là sau khi mà khách hàng sử dụng xong thì khách hàng sẽ thấy rằng da chúng ta nó sẽ được trắng sáng ngay lập tức, bởi vì toàn bộ những cái sản phẩm này thì nó có chứa những cái thành phần có lợi nhất để làm căng bóng và trắng sáng cho da. Chính vì thế nên những cái cô dâu mà trước khi ngày hôm sau tổ chức lễ cưới thì người ta sẽ peel vào buổi tối ngày hôm trước, hoặc là những cái ngôi sao mà trước khi đi dự sự kiện thì người ta sẽ peel cái bộ sản phẩm này ngày hôm trước. Đặc biệt là cái sản phẩm này, điểm cộng thứ tư mà Huế mới nhắc đến đó chính là sản phẩm này thì không phải kiêng khem bất cứ một cái vấn đề gì. Chúng ta vẫn hoạt động được ngoài trời, chúng ta vẫn đi làm bình thường, chúng ta vẫn sử dụng được những cái đồ trang điểm make up của chúng ta như bình thường, chứ không phải kiêng giống như là những cái liệu trình peel cũ mà các chị đã từng nghe hoặc các chị đã từng làm. Đó chính là bốn cái điểm cộng tốt nhất mà Huế muốn giới thiệu cho các chị em để giúp cho các chị em có thể sở hữu được một cái làn da căng bóng, trắng sáng, trẻ hóa da trong thời gian 4 tuần thực hiện cái liệu trình này. Cái sản phẩm này thì đối với chị em nào mà có làn da cực kỳ lão hóa, chúng ta có thể sử dụng làm 4 lần liên tiếp trong thời gian 4 tuần. Còn đối với chị em nào, ví dụ như là chúng ta như Huế chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng trong liệu trình này trong thời gian là 8 lần để giúp cho da chúng ta duy trì cái độ trẻ hóa, duy trì cái độ căng bóng và duy trì cái sự gọi là những cái phần V-line ở trên bề mặt da để cho cái nọng cằm nó không xuất hiện ở trên vùng da của chúng ta, để giúp cho chúng ta không bị cái vấn đề liên quan đến tuổi tác và lão hóa nha các chị em nha. Và không để các chị em chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ Huế sẽ thực hiện cái quy trình peel da Muwan này ngay trên gương mặt của Huế để giúp cho các chị em có thể dễ dàng nhìn thấy, chứng kiến cái sự thay đổi trên làn da của Huế khi mà thực hiện cái liệu trình peel này nhá. Peel này thì sẽ đánh số thứ tự từ 1 cho đến 4. Số 1 sẽ chính là cái PHA. Đây là cái bước để giúp peel để loại bỏ cái lớp sừng và lớp bề mặt da chết cũng như là mủn toàn bộ những cái lớp sừng hóa trên da của khách hàng. Cái thứ hai, số 2 chính là nước trung hòa. Cái nước trung hòa này thì để kết hợp cùng sau khi mà chúng ta đã loại bỏ được cái lớp sừng ở trên da rồi thì chúng ta có cái nước trung hòa này để giúp chúng ta lấy dễ dàng được cái lớp sừng đó ra trên bề mặt da. Số 3 là cái collagen tươi nano dạng thủy phân. Cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ sử dụng để giúp tác động vào vùng cân mạc ở trên da. Và sau đó thì mọi người sẽ để ý là Huế sẽ tác động bằng những cái biện pháp massage để giúp nâng đỡ toàn bộ cái vùng cơ da của khách hàng bị chảy xệ trùng nhão hoặc bị nếp nhăn, nâng lên để giúp cho khách hàng cảm thấy trẻ hóa ngay khi mà lần đầu tiên thực hiện. Cái bước số 4 này chính là cái bước để lotion để giúp cho mix để hoạt hóa toàn bộ những cái mặt nạ collagen tươi ở dưới cái vùng da của khách hàng. Thì khi mà
có cái lotion này cộng với cái mặt nạ này tác động vào vùng da thì ngay lập tức cái não bộ của chúng ta sẽ gây ra một cái phản ứng là à, cơ thể của chúng ta đang bị thiếu hụt collagen, và ngay lập tức thì nó sẽ có phản ứng là nó sẽ tăng sinh cái collagen ở dưới da của các chị em. Chính vì thế lý do tại làm sao mà các chị em sử dụng sau 4 lần thì thấy cái hiệu quả vô cùng tuyệt vời đối với cái vấn đề liên quan đến trẻ hóa và xóa nhăn ở trên gương mặt của chúng ta nhé. Và bây giờ thì Huế sẽ thực hiện cái liệu trình này. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho Huế một cái bát và một cái chổi như thế này để thực hiện cái liệu trình peel da. Đầu tiên là Huế sẽ lấy cái số 1. Số 1 này là chính là cái PDO ở cái PHA để giúp cho loại bỏ toàn bộ cái lớp sừng hóa ở trên bề mặt da của Huế nha. Chúng ta sẽ lấy cái bước số 1 này để chúng ta sẽ thực hiện được cái quy trình một cách dễ dàng nhất. Ở đây là cái liệu trình này thì Huế phân phối cho các spa và các thẩm mỹ viện. Trước đây thì cũng đã có rất nhiều bộ peel từng được tung ra ngoài thị trường rồi. Nhưng đây là cái bộ sản phẩm đầu tiên và duy nhất Huế cảm thấy rất là hài lòng, vô cùng là hài lòng. Huế đã làm sạch toàn bộ vùng mặt rồi. Và bây giờ thì Huế sẽ sử dụng cái dung dịch PHA này cho vào một cái chổi nhé các chị em nhé. Cho vào một cái chổi. Sau đó thì chúng ta sẽ quét đều lên trên cái vùng da mà chúng ta cần phải loại bỏ những cái nám sạm tàn nhang, và đặc biệt nữa là chúng ta cần loại bỏ những cái lớp sừng hóa đi nhé các chị em nhé. Chúng ta sẽ quét đều bởi vì là khi mà chúng ta quét đều như thế này thì toàn bộ cái lớp da mà da chết này, da bị sừng hóa này nó sẽ được loại thải ra bên ngoài. Khi mà quét vào thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái phản ứng đó là hơi thấy hiện tượng châm chích nhẹ một chút nha các chị em nhé. Hơi có hiện tượng châm chích nhẹ thôi, chứ không phải châm chích giống như là cái vi kim tảo biển, hay là châm chích giống như là những cái dung dịch AHA hoặc là những cái dung dịch axit khác. Đó, chúng ta quét đều lên trên bề mặt da cho Huế. Cái này thì chị em chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể dễ dàng chúng ta làm ở tại nhà cũng được, hoặc là nếu như chúng ta làm ở tại spa thì các kỹ thuật viên của tại spa sẽ làm cho chúng ta cái liệu trình này, thì cái kỹ thuật của nó sẽ tốt hơn và nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta sẽ sử dụng ở tại nhà. Đó, hiện tại thì Huế đang liên kết với rất nhiều các spa ở cả nước. Chính vì thế nên nếu như chị em nào mà tại spa ở khu vực nào mà muốn sử dụng cái liệu trình này thì Huế sẽ giới thiệu cho các chị em các spa ở các khu vực đó để chị em có thể đến đó để làm cái liệu trình peeling mu quang này nhé các chị em nhé. Đó, mùa này là cái mùa mà gọi là cái mùa thời điểm vàng để chúng ta có thể làm được cái liệu trình peeling. Đây, Huế chỉ cần sử dụng một cái số lượng rất là nhỏ thôi, không cần phải sử dụng nhiều bởi vì là da của Huế chỉ cần duy trì thôi. Nếu như chị nào mà bao nhiêu năm chưa peel hoặc là chúng ta chưa từng sử dụng cái liệu trình peel bao giờ thì chúng ta hãy sử dụng hết một lọ như thế này cho Huế. Còn đối với trường hợp da của Huế thì thường xuyên là Huế peel rồi, và cái thứ hai nữa là da của Huế được chăm sóc rất là kỹ trong thời gian gần đây. Thế nên là Huế sẽ lấy một cái lượng vừa đủ thôi, khoảng một nửa cái PDO này. PHA này để làm cho da của mình nó đủ cái khả năng để loại bỏ toàn bộ cái lớp sừng ở trên bề mặt da. Bởi vì khoảng gần một tháng nay thì Huế cũng không có peel da. Đó, khoảng gần một tháng nay rồi thì Huế không có peel da. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem khi mà sử dụng cái này thì nó sẽ như thế nào nhé. Huế có một cái cảm giác là hơi châm chích nhẹ ở trên bề mặt da. Cái châm chích này là cái mà chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Đối với khách hàng mà sử dụng ở tại nhà thì cái thời gian mà chúng ta để cái PDO này ở trên bề mặt da là tối đa là từ khoảng 1 cho đến 2 phút thôi nha các chị em nha. Còn đối với từ khoảng 2 cho đến 5 phút đối với làn da mà khỏe, còn đối với những cái làn da yếu thì chúng ta để khoảng 2 phút ở trên bề mặt da. Và cái này thì chúng ta sẽ phải căn đồng hồ chính xác cho Huế. Còn đối với trường hợp mà làm ở tại spa thì chúng ta có thể để lâu hơn, để từ khoảng 10 cho đến 15 phút nha các chị em nha. Chúng ta có thể để từ 10 đến 15 phút để toàn bộ những cái PHA này nó sẽ hoạt hóa ở trên da, nó sẽ tác động vào những cái vùng da chết, da thừa và những cái tế bào lão hóa trên bề mặt da khách hàng, làm tan giữa toàn bộ những cái tế bào chết. Như vậy thì khi mà khách hàng ngồi dậy thì khách hàng sẽ chứng kiến là cái sự thay đổi rất là bất ngờ ở trên làn da khách hàng ngay sau khi sử dụng cái liệu trình mu quang này. Trước đây thì nếu như mà liệu trình mu quang, các chị biết là rất là nổi tiếng về vấn đề về tiêm cấy mu quang đúng không? Nếu như chúng ta muốn
sở hữu một làn da căng bóng, một làn da trắng sáng, chúng ta sẽ phải sử dụng cái liệu trình mu quang nhưng bằng cách là tiêm cấy hoặc lăn kim. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ peel này để thay thế cho cái liệu trình mu quang. Ngoài cái liệu trình này nó làm cho da chúng ta được căng bóng và trắng sáng da giống như mu quang, thì nó còn có một cái tác dụng nữa là nó sẽ loại thải toàn bộ những cái tế bào sừng hóa, tế bào chết và làm ổn định hơn những cái sắc tố ở dưới bề mặt da khách hàng. Chính vì thế nên đối với những trường hợp da mà có hiện tượng hơi sạm, da mà có hiện tượng xỉn màu, da mà muốn làm trắng thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được cái liệu trình này vào trên những cái làn da đó để giúp cho da khách hàng nó khỏe hơn và trắng sáng hơn nha các chị em nha. Đặc biệt là đối với những cái làn da mà nọng cằm nhiều này, nếp nhăn nhiều này, rãnh cười sâu này, rồi là những cái vùng như là vùng trán rất là nhiều những cái nếp nhăn, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể áp dụng cái liệu trình này để cải thiện những cái vấn đề lão hóa đó trên da khách hàng. Đây là một trong những cái liệu trình mới nhất hiện nay đang được áp dụng ở tại các spa và các thẩm mỹ viện ở tại Việt Nam nha các chị em nha. Đó. Chúng ta sẽ để ở trên da tầm khoảng từ 1 phút cho đến tầm khoảng 5 phút đối với trường hợp mà khách hàng làm ở tại nhà. Còn trong trường hợp mà khách hàng làm ở tại spa thì chúng ta có thể để thời gian lâu hơn, từ khoảng 10 cho đến 15 phút để giúp cho toàn bộ những cái PHA này nó sẽ hoạt hóa được ở trên bề mặt da khách hàng. Sau khi mà chúng ta đã để thời gian như vậy rồi thì sau khoảng 1 đến 2 phút thì bây giờ hiện tại thì Huế đã không còn cái hiện tượng châm chích ở trên bề mặt da nữa. Tức là những cái PHA nó đã làm được những cái việc là nó sẽ đẩy vào sâu dưới cái lớp gọi là lớp sừng hóa trên bề mặt da, và nó đang làm cái nhiệm vụ của nó là làm tan giữa toàn bộ cái lớp sừng hóa đó. Thì để cái bước thứ hai là cái bước để giúp loại thải toàn bộ những cái lớp sừng hóa đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dung dịch. Dung dịch này gọi là dung dịch trung hòa axit. Thì cái dung dịch này khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ phải nhắm mắt lại và chúng ta sẽ tránh nhá vùng mắt, vùng miệng, bởi vì axit mà chảy vào vùng mắt, vùng miệng nó sẽ không có tốt. Và chúng ta sẽ nhắm mắt lại, sau đó chúng ta xịt giống như xịt khoáng ấy, lắc đều lên trước khi xịt. Và cái này thì chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta làm cho cái những cái tế bào bị tan rữa ở dưới bề mặt da để loại thải toàn bộ những cái tế bào đó một cách dễ dàng nhất nha các chị em nha. Bây giờ thì Huế không còn một cái cảm giác châm chích gì nữa, và nó cũng không còn cái cảm giác nóng nóng ấm ấm như là lúc đầu khi mà mình đưa cái dung dịch là số 1 vào, cái dung dịch PHA vào trong da, thì chứng tỏ là cái da của mình đã tiếp ứng được cái sản phẩm này rồi. Thì Huế sẽ sử dụng đến bước thứ hai, đó chính là cái bước trung hòa axit. Chúng ta có để lâu hơn một chút để giúp cho da chúng ta nó sẽ có cái phản ứng xảy ra. Đây này, ngay bây giờ thì Huế khi mà Huế chạm vào da thì nó đã có một số những cái da chết ấy, nó đã xuất hiện ở trên vùng tay của Huế rồi. Một số những cái da chết nó đã tan giữa ra vùng tay của Huế rồi. Đó, không biết là các chị thấy là da chết thì nó sẽ có cái hiện tượng là hơi hơi trắng trắng một chút, hơi hơi trắng trắng đục đục một chút. Đó, và khi mà Huế sờ vào như thế này thì Huế thấy là cái da của Huế là đã có hiện tượng là cái da chết nó đã bắt đầu nó ra rồi. Chắc các chị ở đây thì các chị nhìn qua cái màn hình này thì sẽ rất là khó phát hiện. Nhưng nếu như chị nào mà làm trực tiếp cái liệu trình này thì chúng ta có thể theo dõi và chúng ta sẽ thấy được là cái da chết của chúng ta có thể là chúng ta lấy ra một cách rất là dễ dàng luôn. Đó. Chúng ta sẽ chờ để cho nó trung hòa toàn bộ cái dung dịch này xong. Và chúng ta sẽ chờ một chút để cho ra cái dung dịch này nó khô khô một chút. Thì khi mà chúng ta thấy khô khô một chút thì chúng ta sẽ thấy là cái da chúng ta nó sẽ ra dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta để cái độ ẩm ở trên bề mặt da. Khi mà chúng ta cảm giác khô thì nó sẽ bắt đầu có cái hiện tượng là cái vùng da mặt của chúng ta nó sẽ căng hơn. Nó sẽ căng hơn so với bình thường nha các chị em nha. Đó. Và bây giờ để trung hòa cái axit ở trên bề mặt da thì Huế sẽ sử dụng cái chai xịt này để trung hòa toàn bộ cái lượng AHA nhá, cái lượng PHA nhá các chị nhá. Các chị em nhắm mắt lại và chúng ta sẽ ngậm miệng và nhắm mắt lại để cho nước nó sẽ không vào được cái vùng mắt và vùng miệng của chúng ta. Đó. Thì khi mà chúng ta xịt như vậy rồi thì chúng ta sẽ xong cái bước thứ hai là cái bước xịt để trung hòa cái lượng axit PHA ở trên bề mặt da rồi, thì chúng ta sẽ để một chút, sau đó thì chúng ta sẽ có thể là lau đi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bông, miếng bông được làm sạch rồi nhá, sau đó thì chúng ta sẽ lau đi cho Huế.
lau sạch đi nha các chị em nhé. Sau cái bước này thì chúng ta sẽ thấy cái da của khách hàng sẽ sáng hơn rất là nhiều. Đấy, sau khi lau xong như thế này thì các chị sẽ thấy là cái vì là do cái lượng tế bào chết được loại thải nên là cái da của khách hàng sẽ sáng hơn rất là nhiều so với bình thường, so với trước khi mà chúng ta làm nha các chị em nha. Rồi, chúng ta sẽ lau tiếp như thế này cho Huế. Chúng ta sẽ làm sạch hẳn nhá các chị em nhá. Chúng ta sẽ làm sạch hẳn trên bề mặt da cho Huế. Ở đây thì đối với trường hợp mà da bị lão hóa này, da bị mụn này, da bị kích ứng này, da bị mẫn cảm này, hoặc là những cái làn da mà gọi là khó nhất thì không sử dụng được cái liệu trình peel nào trước đây thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được cái liệu trình peel này nha các chị em nha. Đó, chúng ta lau sạch đi. Da rất là sáng, sáng hơn rất là nhiều so với khi mà chúng ta chưa sử dụng cái liệu trình peel đúng không? Không hề đau, không hề rát, không hề đỏ và không hề có hiện tượng châm chích một chút nào nha các chị em nha. Phải nói là đây là một liệu trình cực kỳ thông minh, vô cùng thông minh, tích hợp cái phương pháp gọi là độc quyền ở tại Bicel. Đó. Sau khi mà chúng ta đã làm xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái nước hoa hồng nhá các chị nhá. Chúng ta sẽ sử dụng cái nước hoa hồng này để cân bằng lại cái độ pH ở trên da. Bởi vì thường thường là khi mà sử dụng nước ấy, thì cái độ axit nó cao nên là chúng ta sẽ phải sử dụng lại cái nước hoa hồng để cân bằng cái độ pH để giúp cho da chúng ta nó có cái độ ẩm nhá, giữ được cái độ ẩm nhá các chị em nhá. Rồi, ok. Sau khi mà chúng ta đã cân bằng lại bằng cái nước hoa hồng rồi thì đến cái bước mà vô cùng quan trọng trong cái bộ peel này, chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái bát, một cái chổi. Cái chổi này thì lúc nãy là chúng ta là cái chổi mà chúng ta quét axit thì chúng ta phải rửa sạch lại cho Huế nhá. Chúng ta sẽ phải rửa sạch lại cái chổi này để giúp cho cái chổi nó không còn cái axit ở trên cái vùng chổi nữa. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bát sạch như thế này, một cái chổi như thế này. Và bây giờ thì Huế sẽ sử dụng cái đây, Huế sẽ sử dụng cái mặt nạ, cái này gọi là cái bột collagen dạng thủy phân. Cái bột collagen dạng thủy phân này thì nó khá là tốt, cực kỳ là tốt cho da, bởi vì là cái liệu trình bình thường, peel bình thường thì sẽ không tích hợp được cái collagen thủy phân này vào đâu các chị em ạ. Đây, bây giờ thì Huế sẽ tích hợp cái collagen thủy phân này vào. Đó. Chúng ta có thể sử dụng một nửa hoặc chúng ta sẽ sử dụng cả. Ở đây thì Huế là sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Đây là bước số 3 này. Bước số 3 là collagen thủy phân này. Chúng ta sẽ mix với cái lotion nhé. Chúng ta sẽ mix với cái lotion là bước số 4 nhé các chị em nhé. Cái lotion này thì nó sẽ làm cho cái collagen thủy phân này nó sẽ kích hoạt được cái lượng collagen tự thân ở dưới da một cách tốt nhất. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái này đổ vào đây. Đây, chúng ta sẽ được một cái hỗn hợp như thế này nha các chị em nha. Sau đó chúng ta sử dụng cái thìa này, chúng ta quét đều lên. Chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Bình thường thì các chị em thấy là chúng ta thường thường chúng ta trộn mặt nạ thì chúng ta hay sử dụng những cái mặt nạ dạng bột này thì chúng ta sử dụng nước, nhưng ở đây là nó có một cái lotion. Lotion này là cái công thức độc quyền của Bicel để giúp trung hòa toàn bộ những cái thủy phân của collagen. Đó nên là khi mà chúng ta sử dụng thì cái hiệu quả của nó vô cùng là cao nhá các chị em nhá. Cái này thì trộn nó hơi khó này, bởi vì là nó sẽ là dạng lotion nên là nó không phải dạng nước. Trung hòa với cái collagen này thì nó hơi khó, nhưng mà chúng ta sẽ phải đánh đến khi nào mà cái sản phẩm này nó sẽ quện vô nhau và nó không còn những cái hạt trắng trắng nữa thì lúc đó thì chúng ta mới sử dụng ở trên da được nhá các chị em nhá. Nếu không là nó sẽ không tan được ở dưới da, nó rất là lãng phí. Đó, khi mà Huế lau xong thì các chị đã thấy là da của Huế đã sáng hơn rất là nhiều rồi. Lau xong ở bước số 2 thôi là đã thấy da sáng hơn cực kỳ nhiều rồi.
Bởi vì là cái lớp sừng hóa nó tích tụ ở trên da như thế này thì da của chúng ta sử dụng rất nhiều mỹ phẩm nó sẽ không có hiệu quả. Kể cả là các chị có sử dụng đến mỹ phẩm đắt tiền đến mấy nhưng chúng ta không peel, không loại bỏ đi được cái lớp sừng hóa, không loại bỏ đi được cái lớp tế bào chết ở bên ngoài thì chắc chắn là cái hiệu quả đối với cái mỹ phẩm của các chị đắt tiền đến mấy cũng không có hiệu quả nha các chị nha. Chính vì thế nên là thường thường cả người ta khuyên đấy, các chuyên gia da liễu, các bác sĩ da liễu khuyên là một năm thì các chị em ít nhất là các chị em phải sử dụng peel da một lần đến hai lần đó. Còn nếu như cái liệu trình peel da này thì các chị em có thể là cứ 2 tháng chúng ta sử dụng một lần, bởi vì nó là cái dạng peel an toàn nhất hiện nay. Và đặc biệt nữa thì cái peel này của nó thì nó sẽ giúp chị em ngoài cái vấn đề về peel da, loại bỏ lớp sừng để giúp cho hấp thụ được toàn bộ cái mỹ phẩm dư thừa dưới da, mỹ phẩm ở dưới da, thì nó còn giúp cho các chị em của chúng ta sẽ có được với làn da trắng sáng căng bóng và đẩy lùi toàn bộ cái quá trình lão hóa của da nhé các chị em nhé. Trời ơi, nhìn cái da nó rất là sáng như thế này, loại bỏ xong cái lớp sừng mà da nó đã sáng như thế này rồi nhé các chị em nhé. Và chúng ta sẽ chờ xem là khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình mà cái mặt nạ này thì nó sẽ tác động lên cái vùng cân mạc của cái vùng da chúng ta như thế nào. Cái vùng cân mạc này thì nó là cái vùng mà nó sẽ giúp nâng đỡ toàn bộ những cái cơ ấy, những cái cơ chảy xệ và những cái khối liên kết, những cái cơ ở trên da mặt của các chị. Nên là khi mà các chị sử dụng cái liệu trình này thì nó sẽ rất là an toàn cho da của các chị em. Đó. Rồi, Huế trộn đều lên thì nó sẽ ra được với hỗn hợp lúc đầu là bột trắng với nước trắng, nhưng khi mà chúng ta được mix với nhau, hoạt hóa với nhau thì nó sẽ ra một cái nước gọi là hơi hơi có màu đục đục như thế này, vàng vàng nhẹ như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quét đều lên trên da nhé. Da sáng quá, dùng xong cái liệu trình dùng xong cái bước số 2 kia da sáng kinh khủng luôn đấy các chị. Ở ngoài này em nhìn da sáng. Đó, chúng ta sẽ quét đều lên. Và khi mà bôi collagen này thì cái mùi collagen tươi á, nó sẽ hơi hơi hắc hắc một tí. Đây là do là cái mùi này là cái mùi collagen tươi nha các chị nhá. Đó, và lúc này thì chúng ta sẽ không có bất cứ một cái thành phần hóa chất nào ở dưới cái ở trong cái bột hỗn hợp này hết. Nó chỉ là lotion và collagen tươi thôi nha các chị nha. Nếu như chị em nào mà chúng ta bị những cái nếp nhăn ấy, hoặc là bị lão hóa thì chúng ta sẽ sử dụng cái liệu trình này để giúp là chúng ta sẽ tác động vào vùng cân mạc ở trên vùng da của chúng ta luôn, loại bỏ toàn bộ những cái dấu hiệu lão hóa ở trên vùng da của chúng ta luôn nhé các chị em nhé. Các spa có thể áp dụng cái liệu trình này trong cái liệu trình mà điều trị nâng cơ và trẻ hóa da cho khách hàng. Đấy. Rất là nhiều luôn nha các chị nha. Bình thường thì sẽ sử dụng tầm khoảng một cái hỗn hợp này sẽ chia ra làm hai. Bởi vì là ở tại spa hoặc ở tại bên Hàn Quốc thường thường là họ sẽ sử dụng cho cả cái vùng cổ nữa thì mới sử dụng một lần như thế này. Còn ở đây thì Huế không tiện sử dụng vùng cổ khi mà ngồi như vậy, thế nên là Huế sẽ sử dụng cho vùng mặt không thôi nhé các chị em nhé. Đó, và chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ sử dụng cái vùng này, vùng mặt này. Sau đó thì chúng ta sẽ massage luôn nha các chị em nha. Massage theo cái chiều nâng cơ ạ. Ở tại spa thì các chị em chúng ta sẽ áp dụng cái massage theo cái chiều nâng cơ vuốt ngược lên phía trên cái vùng cơ da của khách hàng. Chúng ta không phải chờ cho cái mặt nạ này nó dính, nó khô đâu, mà chúng ta sẽ massage ngay từ cái lúc mà cái vùng mặt nạ nó vẫn còn đang ướt như thế này nha các chị nhé. Khi mà massage thì Huế thấy là cái vùng da bắt đầu nó có hiện tượng mặt nạ nó bắt đầu có hiện tượng dính khá là nhiều. Cái liệu trình này thì nó sẽ thiên về làm trắng này, xóa nhăn này và nâng cơ chảy xệ. Nó sẽ thiên về như vậy. Đặc biệt là làm trắng và căng bóng. Mọi người sẽ thấy là đẹp ngay khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình peel này. Đấy. Khi
Khi mà chúng ta sử dụng cái vùng này thì nó sẽ tác động vào vùng cơ mạc, vùng cơ của da. Các chị có thấy nó bắt đầu đây này, em bắt đầu cảm nhận được nó bắt đầu nó dính rồi này. Thì các chị sẽ tập trung nhá, lúc mà bắt đầu là nó dính này thì các chị sẽ tập trung vào những cái vùng nếp nhăn cho Huế này. Ví dụ như là vùng mắt này. Ví dụ như là vùng rãnh cười này. Ví dụ như là vùng nọng cằm này. Đấy, các chị thấy đây. Nó dính như thế này này. Đó. Cái dính như thế này là nó là dạng do là cái collagen nhá, cái collagen nó bắt đầu nó được tan giữa da và tác động vào vùng da của các chị. Thì khi mà các chị tác động vào với cái collagen như thế này, đây các chị nhìn này, nó dính như thế này luôn này. Đó. Thì các chị sẽ thấy là vùng cơ mặt của chúng ta nó sẽ được nâng đỡ lên. Nó sẽ được nâng đỡ toàn bộ cái vùng cơ mặt lên nhá các chị nhá. Và đặc biệt nữa thì những cái vùng rãnh cười này, nếp nhăn vùng trán này, các chị nhìn này. Đó, nó dính lên như thế này luôn này. Thì chúng ta sẽ vuốt ngược theo cái chiều nâng cơ lên nha các chị nha. Ở đây do Huế ngồi làm đem ra là nó Huế sẽ không có làm được kỹ. Nhưng mà nếu như các chị nào mà làm ở tại spa ấy, thì các chị sẽ tập trung vuốt cho Huế vào cái vùng rãnh cười của khách hàng, vuốt cho Huế vào cái vùng mắt của khách hàng nha các chị nha. Đây, các chị thấy không? Nó dính như thế này. Đó. Cái liệu trình này của nó bởi vì là cái điểm cộng của cái bộ này ấy, là nó sẽ tích hợp được cái collagen tươi dạng thủy phân. Nên là khi mà sử dụng thì da khách hàng sẽ cực kỳ là thấy căng bóng, trẻ hóa. Và đặc biệt nữa là cái hiệu quả là các chị đã thấy sử dụng trên một lần là khách hàng đã cảm nhận được rõ luôn cái liệu trình này. Đó, các chị thấy không? Nó dính như thế này này, da nó sẽ dính như thế này luôn này. Đó. Cái này thì nó sẽ giúp vừa loại thải được toàn bộ những cái tế bào chết, những cái tế bào sừng hóa, mà vừa làm cho da khách hàng trắng sáng này, căng bóng này, đặc biệt nữa là trẻ hóa trên da khách hàng. Thì cái này của nó, điểm cộng của nó nữa đó là khách hàng không phải kiêng khem gì hết. Chúng ta về nhà chúng ta vẫn sử dụng mỹ phẩm bình thường, chúng ta vẫn rửa sữa rửa mặt bình thường, không phải hạn chế ra ngoài nắng, bởi vì là cái này nó cực kỳ là an toàn cho da, nên chúng ta không phải cần phải hạn chế ra ngoài nắng giống như là những cái liệu trình cũ trước đây. Bây giờ thì nó rất là dính và sử dụng mà thì nó rất là khó để có thể là làm được đây này. Các chị nhìn, chúng ta cứ tác động như thế này vào. Và trong một cái thời gian nhất định các chị cứ tác động như thế này thì toàn bộ những cái nếp nhăn ấy hoặc là cái phần xương hàm này nó sẽ có cái hiện tượng là thon gọn lại, rất là hiệu quả luôn nhá các chị nhá. Nên là ở Hàn Quốc hiện tại thì người ta đã ít khi người ta sử dụng những cái liệu pháp mà ví dụ như là tiêm thon gọn hàm, mà người ta thường thường là người ta sẽ sử dụng cái phương pháp này để người ta áp dụng vào với những cái phần mà nọng cằm nhiều hoặc là những cái phần mà da khách hàng cần phải tiêm thon gọn hàm ấy. Thì người ta cứ tác động như thế này, collagen tươi như thế này vào một thời gian vào vùng cân mạc của da thì nó sẽ giúp làm cho cái vùng hàm người ta được thon gọn và cái những cái vùng rãnh cười nó sẽ được xóa một cái hiệu quả nhất. Cái vùng mắt ấy, dưới cái vùng đuôi mắt là các chị sẽ thấy là nó sẽ xóa trước đầu tiên. Đó, nó sẽ được hiệu quả nhất ở cái vùng mắt này này. Đó, là các chị sẽ thấy hiệu quả đờ trước. Sau đó là đến cái phần rãnh cười. Các chị cứ nhấc lên như thế này cho Huế này. Nhấc lên như thế này cho Huế. Thì là cái phần rãnh cười nó sẽ được cải thiện rất là rõ. Nếu như các chị làm nửa mặt là nó lệch hẳn mặt luôn ngay lần đầu ấy. Đó. Các chị cứ làm dính như thế này, nếu như ở nhà mà các chị không biết làm, không biết massage thì các chị cứ dính lên như thế này. Cứ động vào, xong rồi rứt lên, nhưng mà theo cái chiều ở dưới này lên cho Huế nhá. Đó. Nó rất là dính. Một cái cảm giác rất là thích luôn. Nó hơi ấm ấm ở trên bề mặt da thôi, chứ nó không có bất cứ một cái phản ứng nào nữa. Nhá, liệu trình peel này Huế thích ở cái điểm là nó không phải kiêng khem. Như các liệu trình khác thì phải kiêng khem rất là nhiều, mà không kiêng khem được thì hay bị tăng sắc tố và khách hàng đau, nên là người ta rất là sợ peel. Nhưng mà bây giờ thì với cái liệu trình này peel rất là nhẹ nhàng, càng ngày nó càng nhẹ nhàng, càng ngày nó càng đơn giản. Đó, chúng ta cứ tác động như thế này lên hai cái vùng này, vùng da này. Và khi mà chúng ta tác động được lên hai cái vùng da như thế này thì những cái nếp nhăn nó sẽ được cải thiện rất là rõ.
ai cũng có thể làm được nhé các chị nhé. Ở tại spa thì chúng ta sẽ làm song song cho khách hàng cái liệu trình này, các chị sẽ làm cho khách hàng cái liệu trình này để vừa căng bóng vừa trẻ hóa da luôn, vừa cải thiện những cái vấn đề da liên quan đến lão hóa luôn cho khách hàng. Hầu như bây giờ khách hàng họ rất là thông minh, họ muốn là sử dụng những cái dịch vụ nào để thấy là da của khách hàng, người ta sẽ xử lý được tất cả những cái vấn đề da trong cùng một liệu trình, chứ người ta không muốn theo đuổi lâu dài và người ta muốn rút ngắn cái quá trình điều trị. Về sau thì điều trị xong chỉ cần chăm sóc và dưỡng da thôi, để giữ thôi, thì nó sẽ thu hút được khách hàng nhiều hơn, và đặc biệt nữa là giữ khách hàng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc mà các chị sẽ kéo dài cái liệu trình điều trị của khách hàng ra. Đó, ví dụ như là trước đây thì liệu trình peel xong thì chúng ta sẽ phải sử dụng liệu trình khác để trẻ hóa. Nhưng mà bây giờ là chúng ta tích hợp luôn vừa liệu trình peel da để loại bỏ lớp sừng hóa, giúp da căng bóng và trắng sáng, vừa sử dụng luôn cái liệu trình peel này, thì trong cái liệu trình peel này là khách hàng vừa được trẻ hóa luôn. Đó, và xóa được những cái nếp nhăn ở vùng mắt này, vùng rãnh cười này. Các chị cứ tác động như thế này lên cho Huế này. Các chị cứ tác động lên như thế này thì là da một thời gian là nó sẽ căng bóng và nó sẽ trẻ hóa lại nha các chị nhé. Đó. Đó, các chị thấy rõ. Chúng ta sẽ tác động như thế này tầm khoảng 10 cho đến 15 phút nha các chị em nha. Đó, chúng ta sẽ tác động tầm khoảng 10 đến 15 phút. Các chị này này. Khi mà chúng ta sờ vào collagen nó đã được ấy rồi, collagen được hoạt hóa rồi, thì chúng ta dứt đến đâu thì cái vùng da của khách hàng, vùng da của chúng ta nó sẽ căng đến đấy. Và chúng ta sẽ dứt lên theo cái chiều nâng cơ nhé các chị nhé. Đó. Đấy. Cứ vùng nếp nhăn ở đâu thì các chị vuốt cho em, tập trung vào vùng đấy cho Huế. Vùng nếp nhăn, ví dụ như vùng nếp nhăn ở vùng dưới đuôi mắt thì chúng ta sẽ vuốt vùng đuôi mắt. Nếp nhăn mà vùng rãnh cười thì chúng ta sẽ vuốt ở vùng rãnh cười. Đó, và khi mà chúng ta tác động như thế này thì toàn bộ những cái phần cơ da chảy xệ trùng nhão sẽ đều bị tác động đến để nó tăng sinh. Và não bộ chúng ta sẽ có một cái phản ứng để giúp tăng sinh lại cái lượng collagen ở dưới cái vùng da của chị em. Rồi, ok nha các chị nha. Đó. Sau khi làm xong thì chúng ta thấy là da chúng ta sẽ không có hiện tượng gì hết. Đây là toàn bộ những cái collagen nha các chị nhá. Đây là toàn bộ những cái collagen tươi này. Bây giờ nó vẫn đang dính này này. Đó. Cái này thì của nó là collagen được chiết xuất từ da cá nên nó sẽ tích hợp và nó sẽ hợp với cái da của chúng ta lên đến 90%, giúp cho da của chúng ta hấp thụ được lượng collagen tươi lên đến 90%. Chính vì thế nên da của chúng ta nó sẽ cực kỳ là đẹp, cực kỳ là trắng và căng bóng nhé các chị em nhé. Chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta uống bổ sung collagen hàng ngày thì chúng ta nên sử dụng những cái liệu trình như thế này. Và sau khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình này xong thì ở tại spa thì chúng ta sẽ có một cái mặt nạ dạng bột nữa để chúng ta pha vào và chúng ta sẽ đắp lên trên toàn bộ cái vùng mặt. Chứ còn chúng ta sẽ không có lau đi nhá. Các chị lưu ý này, không có lau cái vùng mặt đi mà chúng ta sẽ để nguyên như vậy để chúng ta đắp lại toàn cái vùng mặt của chúng ta nha các chị em nha. Bây giờ thì chờ ấy một chút thì sẽ lấy thêm cái mặt nạ bột. Huế sẽ lấy cái mặt nạ bột này để Huế có thể là sử dụng kết hợp cùng với cái liệu trình này. Ở đây thì mình sẽ có thể là sẽ có thêm cái phần ấy nữa. Ở đây thì mình sẽ có thể có thêm cái ví dụ như là chị em chúng ta có thể đắp ở tại spa, chúng ta có cái mặt nạ bột nào thì chúng ta có thể đắp. Còn nếu như ở tại nhà các chị em chúng ta mà không có mặt nạ bột đắp thì chúng ta có thể lấy một cái miếng mặt nạ để vào trong ngăn mát của tủ lạnh, mặt nạ giấy ấy, để trong ngăn mát của tủ lạnh và sau đó thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được ở trong cái liệu trình này nhé các chị em nhé. Mình sẽ lấy một cái lượng vừa thôi để cho nó nhanh khô. Cái lượng mà mặt nạ đắp ấy sẽ vừa thôi để cho nó nhanh khô nhé các chị nhé. Đây. Và chúng ta sẽ lấy cái nước sạch.
chúng ta sẽ lấy nước sạch để chúng ta trộn cái bột mặt nạ này. Cái mặt nạ này thì chúng ta có thể lấy bất cứ một cái loại mặt nạ bột nào cũng được. Và nhớ lưu ý là chúng ta sẽ để nguyên cái collagen đó ở trên da và không có lau đi nhá các chị nhá. Không có lau đi, để nguyên ở trên bề mặt da cho Huế. Sau đó chúng ta sử dụng cái mặt nạ này đắp lên trên ngay khi mà chúng ta kết thúc cái mà massage để giúp nâng cái vùng cân mạc ở trên cái vùng da của các chị. Đó, cái liệu trình này thì vô cùng là đơn giản và chúng ta có thể làm ở đâu cũng được. Nếu như chúng ta có kỹ thuật về spa thì chúng ta làm tại spa thì nó sẽ hiệu quả. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta không có đi được spa mà chúng ta muốn sử dụng ở tại nhà thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được ở tại nhà nha các chị em nha. Rất là trắng đúng không các chị? Sau khi làm xong thì da rất là trắng và rất là căng luôn ấy. Thực sự là Huế rất là mê cái liệu trình này và chắc chắn là chỉ mong để được đến ngày để được làm cái liệu trình này thôi. Bởi vì sau khi làm xong thì da nó rất là đẹp. Da căng bóng trắng sáng cực kỳ là đẹp luôn nhé các chị nhé. Đó, chúng ta đắp cái mặt nạ này lên thì da nó sẽ không bị hiện tượng là nóng nóng ấm ấm. Rồi, sau khi đắp mặt nạ này thì chúng ta cứ để nguyên cái collagen ở đó, không có lau đi nha các chị nha. Để nguyên collagen như vậy, không có lau đi đâu ạ. Nếu như ở tại spa chúng ta có thể lấy cái băng gạc y tế, chúng ta sẽ lót qua ở dưới, sau đó thì chúng ta mới đắp mặt nạ cho khách hàng. Còn ở đây thì Huế vì là Huế ngồi làm cho các chị xem nên là Huế không thể nào lấy cái băng gạc y tế để Huế đắp qua được. Thì chúng ta sẽ đắp cái mặt nạ như thế này, đắp trực tiếp. Các chị để ý là đến lần thứ, có nghĩa là đến bước thứ hai là cái bước mà làm cho loại bỏ được cái lớp sừng, và khi mà sử dụng cái bước trung hòa là bước thứ hai thì da của Huế đã có cái sự thay đổi rất là sáng lên rất là nhiều. Nhưng mà khi mà làm xong cái bước thứ ba, có nghĩa là mình mix cái collagen vào và tác động bằng những cái biện pháp massage lên trên mặt, thì các chị thấy không, là cái da của chúng ta nó ngoài cái việc mà nó sẽ trắng ra thì bắt đầu các chị thấy là nó có cái sự căng bóng và nó toàn bộ những cái phần mà nếp nhăn nó được căng ra rất là rõ đúng không các chị? Nếu như chị nào mà có nếp nhăn rõ ấy, thì chúng ta làm cái liệu trình này thì cái nếp nhăn của chúng ta nó sẽ được lấp đầy rất là nhanh. Thì chúng ta đỡ phải làm những cái biện pháp như là hai phô, thơm ma, đau đớn. Mà hai nữa là cái này thì chúng ta có thể duy trì làm thường xuyên. Còn đối với những cái biện pháp mà xâm lấn sâu á thì chúng ta sẽ làm theo định kỳ thôi, chứ chúng ta không làm thường xuyên được như là cái liệu trình này. Liệu trình này thì chúng ta duy trì thường xuyên. Ví dụ như là các chị làm sau khoảng 2 tháng, các chị muốn làm lại là 2 tháng sau các chị đã có thể là làm lại được rồi. Chỉ có mỗi một cái lưu ý duy nhất là đối với trường hợp mà khách hàng đang bị mụn viêm ấy, mụn viêm mà có mủ ở dưới ấy, thì chúng ta sẽ không sử dụng ngay cái liệu trình này được, mà chúng ta sẽ phải để cho toàn bộ cái mụn viêm đó nó khô cồi đi. Sau đó thì chúng ta mới sử dụng cái liệu trình này. Còn trong trường hợp nhá, trong trường hợp ví dụ như là mụn viêm mà các chị muốn các chị lấy được toàn bộ nhân mụn đi rồi, thì lúc đó sau khoảng 1 tuần thì chúng ta bắt đầu kết hợp sử dụng cái liệu trình peel này vào cho Huế, thì cái mụn đó nó sẽ không để lại cái sẹo này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ rất là hiệu quả. Bây giờ thì mình sẽ chờ nhé. Mình sẽ chờ tầm khoảng 15 phút thôi để cho nó khô toàn bộ cái miếng mặt nạ này. Và sau khi nó khô toàn bộ miếng mặt nạ này thì chúng ta sẽ thấy là da chúng ta nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Các chị hãy chờ tầm khoảng 15 phút nữa, mình sẽ bóc cái miếng mặt nạ này ra cho các chị xem nha.
Bây giờ thì mình sẽ bóc cái miếng mặt nạ này ra để cho các chị em chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái sự thay đổi trên làn da của Huế như thế nào khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình peel mới này nhá, peel mu quang mới này nhá các chị nhá. Cái mặt nạ này thì chúng ta cũng không bắt buộc là phải sử dụng trong cái liệu trình peel mu quang, nhưng nếu như ở tại spa chúng ta làm thì chúng ta nên đắp cho khách hàng để giúp cho đẩy sâu thêm những cái dưỡng chất collagen thủy phân xuống dưới râu, dưới da và khóa cái lớp dưỡng chất collagen đó ở cái vùng da của khách hàng được cách hiệu quả hơn và thời duy trì cái thời gian collagen sẽ hoạt động ở dưới da được lâu hơn nhé các chị nhé. Đó. Chúng ta có thể sử dụng được bất cứ một cái loại mặt nạ nào mà hiện tại spa chúng ta đang có để chúng ta sử dụng kết hợp với cái liệu trình peel mu quang này. Còn nếu như làm việc ở tại nhà, chúng ta làm ở tại nhà thì các chị có thể sử dụng lấy một cái miếng mặt nạ giấy đưa cho vào ngăn mát của tủ lạnh, sau đó thì chúng ta sẽ đắp. Bóc đến đâu da trắng đến đấy luôn nhé các chị nhá. Bóc đến đâu là da cảm nhận luôn là trắng đến đấy. Làm peel xong mà không hề bị đỏ, không hề bị đau, không hề bị rát, rất là nhẹ nhàng và thậm chí còn đẹp hơn rất là nhiều. Đây là tại sao đây mới nói là cái liệu trình peel này là peel dành cho các cô dâu và peel này là dành cho các ngôi sao, bởi vì là làm xong là đẹp luôn nhé các chị nha. Và đặc biệt nữa là không phải kiêng khem gì hết. Đó, chúng ta sẽ lau sạch đi, lau sạch cái lớp mặt nạ này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một lớp tế bào gốc tái tạo ở trong cái thời gian mà vừa mới peel này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc tái tạo để nó sẽ giúp làm cho những cái tế bào mới ở dưới da chúng ta được thúc đẩy lên nhanh hơn nhé các chị nhé. Chúng ta có thể kèm tế bào gốc với những cái liệu trình mà các chị, ví dụ những cái kem dưỡng mà các chị đang sử dụng ở tại nhà. Ở đây thì nó sẽ có hai cái dòng tế bào gốc tái tạo và tế bào gốc làm trắng trị nám. Thì nếu như chị nào mà chúng ta peel, chúng ta mục đích để chúng ta làm trắng và trị nám thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc làm trắng và trị nám. Còn nếu như mục đích mà chúng ta peel để chúng ta loại bỏ những cái lớp sừng hóa và kích thích những cái lớp da mới đẩy lên trên bề mặt da thì chúng ta sẽ sử dụng cho Huế cái tế bào gốc thuộc dòng tái tạo nha các chị nha. Đó, chúng ta lấy sạch đi toàn bộ những cái mặt nạ này để cho da nó không bị phản ứng khi mà chúng ta bôi tế bào gốc lên. Rất là trắng đúng không các chị? Các chị nhìn nó rất là trắng đúng không ạ?
trắng căng bóng, đấy là cảm nhận mà khi mà Huế làm cái bộ peel này. Ok, đó các chị nhìn này, sau khi làm xong thì da rất là trắng, rất là căng và rất là bóng luôn này các chị nha. Cực kỳ trắng, cực kỳ căng và cực kỳ bóng. Các chị thấy không, khi mà chúng ta sử dụng những cái liệu trình peel trước ấy, nếu như các chị làm á, là da nó sẽ đỏ lên này, nó sẽ rát hơn này, nó sẽ không có cái độ trắng như thế này và nó không có cái độ căng bóng ngay lập tức như thế này đâu ạ. Chúng ta sẽ phải mất một thời gian để cho da nó tái tạo và nó phục hồi. Nhưng với cái liệu trình peel này thì da chúng ta sẽ trắng và sẽ căng bóng ngay. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc gì? Ở đây nếu như chị nào mà muốn điều trị về nám sạm tàn nhang thì sau khi peel xong muốn làm trắng nhanh hơn, chúng ta có thể sử dụng cái tế bào gốc làm trắng như thế này, thuộc dòng sản phẩm của Bicell trong cùng cái hãng của cái bộ peel này nha các chị nha. Còn nếu như trong trường hợp mà da chúng ta cần tái tạo, cần trẻ hóa, xóa nhăn thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng tế bào gốc tái tạo trẻ hóa này giúp cho Huế nha. Ở đây thì Huế sẽ sử dụng cái dòng tế bào gốc tái tạo da này để sau khi mà peel xong thì da nó sẽ được đẩy lên một cái lớp da mới nhanh hơn. Đó. Chúng ta có thể bôi nhiều một chút cái tế bào gốc tái tạo trong cái thời gian này để giúp cho da chúng ta nó sẽ hấp thụ được những cái dưỡng chất một cách tốt nhất từ cái tế bào gốc này nha các chị nhé. Chúng ta bôi đậm đậm một chút nha các chị nha. Dạ rồi, ok các chị. Nếu như các chị làm ban đêm thì sau khi bôi xong cái tế bào gốc này thì chúng ta có thể kết thúc hoàn toàn cái quá trình mà dưỡng da rồi. Chúng ta sẽ sử dụng nguyên cái tế bào gốc này thôi, không cần phải sử dụng thêm bất cứ một loại kem nào nữa. Còn nếu như trong trường hợp các chị làm ban ngày thì sau cái lớp này thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một lớp kem chống nắng hoặc là trang điểm bình thường cho Huế khi mà đi làm nha các chị em nha. Huế xin tạm biệt các chị em và chúc các chị em sẽ có được một cái sự lựa chọn đúng đắn cho mình khi mà chúng ta muốn sử dụng những cái phương pháp peel hiện nay ở trên thị trường. Và ngày hôm nay thì Huế đã kết thúc cái quy trình peel da của mình rồi. Các chị nhìn thấy là da sau khi làm xong thì rất là căng, rất là bóng và rất là trắng như thế này. Nó không hề có một cái cảm giác châm chích đỏ hay là đau gì hết. Đây là một cái điểm cộng rất là lớn cho cái bộ peel mu quang này nha chị em nha. Các chị em muốn biết rõ hơn về cái phương pháp này, hãy để lại số điện thoại hoặc inbox cho bên Huế. Đội ngũ chuyên gia bác sĩ của bên Huế sẽ giải thích kỹ hơn cho các chị về cái phương pháp này để cho các chị có thể là sử dụng một cách an toàn nhất và hiệu quả nhất đối với các chủ spa hoặc là đối với các khách hàng ở tại nhà nha các chị em nha. Huế xin tạm biệt các chị em và hẹn gặp lại các chị em vào những cái livestream tiếp theo ạ.